chào các bố mẹ. Cảm ơn các bố mẹ đã quan tâm, nhắn tin cho tôi, đặt câu hỏi rất nhiều về việc học ngoại ngữ thế nào mới là tốt. Tôi xin phép chia sẻ quan điểm của mình ở video này. Quả thực, tiếng Anh ngày nay đã không chỉ đơn thuần là một môn ngoại ngữ. Bản thân con trai lớn của tôi đi thực tập đã phải làm việc với người nước ngoài. Và chắc chắn thế hệ con cái của các bạn về sau cũng vậy. Tiếng Anh đã trở thành cái công cụ để làm việc, học tập và giải trí. Cách học vì vậy cũng cần đáp ứng được những nhu cầu này. Và với tôi, một chương trình học tiếng Anh tốt cần phải trả lời được những cái câu hỏi này. Một là chương trình học có đa dạng trải nghiệm hay không? Thứ hai, các thầy cô có những hỗ trợ công nghệ để cá nhân hóa và hỗ trợ kịp thời cho các con của chúng ta hay không? Thứ ba, chương trình đó có tạo ra cái sự hứng thú, niềm yêu thích học hỏi cho con và tạo điều kiện để cháu có thể học mọi lúc mọi nơi hay không? Và cuối cùng, chương trình học có đảm bảo được kết quả đầu ra cho học sinh hay không? Học thế nào để con có cả kiến thức và kỹ năng mềm để sẵn sàng bước vào bậc đại học quốc tế hoặc các bậc giáo dục cao hơn? Tôi không cô độc với những tiêu chí chọn trường chọn lớp khi những xu hướng giáo dục mới đang được các tổ chức đón nhận và biến nhu cầu của tôi thành hiện thực. Không phải chỉ có các nước phát triển mới có thể làm được cái điều đó đâu. Tại Việt Nam, những triết lý giáo dục này bắt đầu xuất hiện ở những tổ chức luôn tiên phong tìm kiếm các phương pháp học tập tốt hơn. Thử lấy ví dụ từ chính việc học của con tôi tại một tổ chức Anh ngữ gần 30 năm tuổi. Tại đây, con được tham gia vào chương trình Apollo Active. Theo đó, cháu được tham gia vào một hệ sinh thái học tập bao gồm đa dạng các trải nghiệm từ học trực tiếp, trực tuyến đến học chủ động. Sự đa dạng còn ở những giáo viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Con tôi có giáo viên online riêng này, giáo viên offline riêng này. Tất cả điều này khiến cho việc học trở nên thú vị và đa dạng hơn. Bởi vì cái sự đa dạng văn hóa là cái nền tảng bồi dưỡng cho cái sự tự tin. Thế giới đang ngày một thu hẹp lại. Sau này con đi làm cũng không chỉ nói tiếng Anh với một người. Nhờ sự linh hoạt trong phương thức học, con có thể liên tục được tiếp xúc với tiếng Anh và học bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào cháu muốn. Để tạo ra những cái hỗ trợ cá nhân hóa cho con, tổ chức này ứng dụng công nghệ để đo lường mọi tương tác của cháu trong lớp trực tuyến và học chủ động. Các thông số được lưu trữ tự động theo thời gian thực và chi tiết từ thời gian nói của con ra sao, con phát biểu bao nhiêu lần, chất lượng làm bài đúng sai như thế nào. Từ những báo cáo này, tôi nhìn thấy việc con có gắn kết vào bài học hay không. Giáo viên biết ngay con cần hỗ trợ thế nào, sở thích, đam mê là gì để đồng hành, cổ vũ cho con tiếp tục theo đuổi. Tôi cũng dễ dàng quan sát con có chủ động với việc học của mình hay không để kịp thời có những cuộc nói chuyện phù hợp giữa hai bố con. Và đây cũng là cái cơ hội để tôi hiểu con mình hơn. Đồng hành cùng con là hành trình thú vị để cho con cơ hội chủ động viên con đúng thời điểm. Đôi khi chúng ta hay than phiền về những điểm chưa tốt mà quên mất rằng con đã nỗ lực ra sao. Để con chủ động hoàn toàn không phải là buông, nghĩa là không can thiệp vào quyết định của con. Quả thực, sau cái thời gian có môi trường học chủ động, tôi thấy con có những tiến bộ rõ rệt ở các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tôi không còn phải hò hét, nhắc nhở con học. Cháu chủ động, tự giác sắp xếp việc học, độc lập, nghiên cứu và tự tin hơn khi làm việc nhóm, thuyết trình. Nhiều lúc, chính tôi cũng bị làm khó bởi những câu hỏi xoáy mà nhờ có tình yêu học tập, cháu đã đào sâu tìm hiểu. Không có gì là sai khi chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào con, mong muốn con đã tốt, phải tốt hơn nữa. Nhưng làm cha mẹ là công việc suốt đời, chứ không chỉ trong phút mốt. Hãy vì con mà từ từ, đừng nóng vội. Bởi chính sự nóng vội và kỳ vọng của cha mẹ khiến các con sợ học. Hãy giúp con biến việc học thành một sở thích, một niềm vui của tìm tòi và khám phá.